xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Sophia Kiều Family USD. Còn Sophia đi vô nhà. Vô nhà. Hello em. Đi vô nhà chơi nha. Sợ mang giày. Vô cái này. Gỡ giày ra nè. Không kịp quay cho cô chú xem. Nói hello cô chú đi. Hello đi. Hello đi Sophia thế nào. Hôm nay con đi đâu? Đi qua nhà bạn của mommy ăn trung thu hả? Ngay Sophia với lại Kiều đi quay là bạn của Kiều ăn trung thu. Hôm nay là chính xác là ngày hôm nay là thứ 6 của bên Mỹ là buổi tối, thì ở bên Việt Nam là sáng thứ 7 là đúng vào ngày trung thu. Thì hôm nay là sẽ ăn trung thu. Vui không? Ngay Sophia có uống miếng nước mà mình mặc đây rồi, đi chơi rồi. Thì mọi người đây là chị My, bạn ở chỗ làm chủ tịch ngôi nhà này. Hello. Dạ hello cô. Wow, đây con cá. Wow, cá này như cá gì ta? Cá fish. Oh wow, hấp dẫn quá luôn. Chưa bỏ hành nè. Wow, hấp dẫn quá. Trời, con cá hấp dẫn quá. Ăn trung thu đó nha. Cá fish luôn. Cái này là cá món gì đây chị? Cá nướng da giòn. Cá nướng da giòn, ok. Này là bên này có một ít gà rán Kiều mua. Wow, con cá nhìn hấp dẫn quá ta. Coi mấy gan nè. Một gan nè. Hai gan. Hơn hai gan đó, hơn hai gan. Wow, quá hấp dẫn. Hồi nãy đi xe còn khóc về nhà chị Giang kế sofa rồi. Hết xong rồi. Hồi nãy là chị My ẩm không chịu khóc. Giờ nhớ mà nào lịch sự đó nha cô chú, lên ghế đi chơi, ngồi chơi mà sờ vô cỡ giày ra. Cho bà ảnh đi, bữa trước đâu có chịu đâu. Ừ. Bữa trước tới chơi lần nữa rồi các bạn, mà không có quay, chỉ quay sơ sơ và bé đã tàn thôi. Ok, là bây giờ là mình nhập tiền của ra để ăn thu. Rồi xong xuôi hết rồi, Sophia đang ngồi ăn dâu nè cô chú. Coi nè, coi nè, ngồi ăn dâu nè. Hôm nay ăn gì đó? Đang ngồi ăn dâu á cô chú. Ngon lành. Đó là ngoài ăn đi, nó quay YouTube nó quay á. Ngon lành cành đào. Ăn cá cuốn bánh chén rau rồi hấp dẫn à. Quá hấp dẫn luôn. Trung thu nha bà con. Sophia ngồi ăn nè. Lát dĩ miếng cá rồi ăn. Ăn đi con, ăn đi. Xin mời. Đi đâu ngồi ăn nè. Ăn dâu hả? Lát nữa ăn miếng kế nữa nha. Chú, trúng tủ. Trúng tủ rồi. Dâu, dâu nè, cherry nè, blackberry nè, blueberry nè. À, chuối ăn cũng bắt nè. Mấy cái cây này có mốt củ lắm. Hàng cái cây hàng ăn cơm nè. À, vậy. Con này nó không ăn cơm. Con bí này nó ăn một trái cây, hai là đồ ăn thôi. Nó rất ít khi ăn cơm. Nếu mà ăn là một muỗng, hai muỗng, keo lắm được ba bốn muỗng là hết. Nhưng mà lâu lắm nó mới ăn. Có khi ngày ăn một hai miếng cơm thôi, còn lại nó không có ăn cơm. Ăn cái cây rồi. Nó ăn cái cây với ăn đồ ăn thôi, thịt ké rồi vậy đó. Trời ơi, hấp dẫn luôn. Rồi đi ăn. Cuốn nè. Wow, hấp dẫn chưa? Quá. Tới một chuyện luôn đó, bà. Đây là cuốn nè. Cuốn này quá đẹp nè. Ngon ha. Cuốn gì là mở tiệm được chưa? Chưa được. Cái to quá. Xém được rồi thấy, đây. Rồi. Quá đem mở vô là ngon luôn nè. Rồi tới công chuyện luôn. Ngon lắm bà con ơi. Mời mọi người. Tới bên Kiều. Tới công chuyện với Kiều luôn. Rau chua nè, cho nhiều rau ăn ngon phải không con? Ừ, đúng rồi, cho nhiều rau ngon. Mì chua. Mì chua. Bà phòng luôn nha. Tới một chuyện á. Ngon á. Ngon bà ngoại. Ngon. Đây, xin giới thiệu với mọi người quên nãy giờ. Cô tên gì quên. Tên Sinh. Cô Sinh là mẹ của chị My. Đây. Rồi đây là Anh Ben. Con của chị My. Và đây là Sophia. Sophia. Anh ngon quá Sophia. Sophia đang dâu.
tới công chuyện luôn, ngon quá trời. Nói chung là nó cho những cái rau để mắt á, nguyên cái này nguyên cái kia rau quá trời rau luôn đó, rau quá trời rau, rau chưa ngọt là nhiều nè, cho rau nhiều mà nhìn nó hấp dẫn á. Ừ. Đi mua phở cho 2-3 cọng rau thì nhìn thấy tích luôn á. Ừ. Ăn không có tới đô. Một tô phở ốc nóc mà cái 2 cọng rau à. Đúng. Ở Mỹ rau hiếm nha bà con, rau mắc à. Ừ. Một cọng ngọt tàu với là một cọng rau thơm. Ừ. Trắng hết vậy thôi đó. Ớt này chị mua nó không cay nữa. Ớt không cay rồi. Ừ, tương ớt này nó đã chết mà không có cay nữa rồi. Vui nha. Baby shark, baby shark, muốn baby shark, ôi giỏi quá, baby shark, baby shark, trời, mommy shark đâu, mommy shark, cô giáo nãy giờ dạy con là cái gì rồi, cô giáo nãy giờ con dạy con nữa cái gì rồi hả? Không, cô giáo dạy mệt rồi, mệt. Chơi chút nói chút xíu là mệt rồi, mệt xíu. Mệt. Theo nó không lại đó. Ừ, nên nó chưa mệt không? Ai xin gì mệt? Ai xin mệt? À, con mắt Sophia đâu? Mắt đâu? Mắt Sophia đâu? Miệng đâu? Miệng. À, cái miệng. Mũi đâu? No. Mũi. Tay đâu? Lỗ tay. Tóc đâu? Cái đầu thông minh nào? Đầu thông minh nào? Đầu thông minh nào? Chỉ đi. Đầu thông minh. Gì á? Tay đâu? Nhắn rốt rồi. Mệt kêu không nổi luôn á. Nào quýt ra quýt nè. Nè con dẹ, nè con dẹ chứ con cho con. À dẹ nó kêu dẹ 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 dẹ. Con nó dẹ dẹ đi. Cho bé nó dẹ đi. Dạ 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 dạ. Bà nói dạ 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 dạ. Bà ăn một họng rồi đó. Phê ngồi nè. Ngon lành cành đàm cô chú coi coi tivi. Như người lớn rồi cô nè. Ngồi tới đây xong rồi kêu Kiều phải ngồi sát bên cạnh cô bé á. Mới chịu. Như người lớn rồi em. Chị nhớ. Thằng muốn em. Anh. Chị và chị cho nha. Anh. Trời trời ơi, để không? Hay là mình thẳng cẳng à? Hay để không? Trời ơi. Anh. Trời. Nè tí con. Ê trời ơi. Dơ nghe. Coi chừng nó trúng đầu con á nghe. Làm vậy. Tí con á. Anh. Nằm mà đẻ. Đây con chơi đánh đàn mà mày quay cho.
Sophia đánh đàn hả con chú? Hay dữ ta. Đánh đàn lại đi, đánh lại đây cho con chú nghe. Trời ơi, Sophia đánh đàn rồi con chú ơi. Cái này không phải của người lớn, con người nhỏ không có được. No, no. Để cho đó đúng không? Ok, thank you. Thank you con gái, tới đánh đàn tiếp theo cô chú nhìn. Đánh xe xe đây, để xe xe cái mặt này nó rớt cái cây đàn xuống đó. Đánh xe xe con mắt ra đây. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đánh này. Lần thứ hai Sophia tiếp xúc chung với cây đàn. Lần thứ nhất Sophia tiếp xúc với cây đàn Kiều có quay ở bên Sophia Kiều cuộc sống Mỹ. Còn cái này là lần thứ hai Sophia tiếp xúc với cây đàn guitar. Hay vậy ta. Đánh lại cho cô chú nghe đi. Cô chú, cái giày nó mày nó xếp lên trên đây nè, dễ sợ chưa? Thôi con mang giày đi, để em nói chị nghe, hồi nãy nó thấy cái đây nè. Ngay chỗ cái bàn bên kia, một hai nó không có chịu. Nó đem xuống bỏ dưới đây. Tại vì hồi lần đầu tiên nó thấy cái đó để chỗ đây. Cho nên là bây giờ nó nhớ luôn cái đó ở chỗ đây là nó cầm tới để chỗ đây nó. Ủa, sao về mang giày xong rồi hả? Ê cha cha cha, ơi cô chú, sao về mang giày nè, cô sẽ về. Ừ, không mang giày vô. Mang giày vô. Ok, bingo. Kịp cái kịp cho, hay mami kịp cho cái kịp tóc cho nó đẹp nè. Để nó cắt tóc cho Sophia, mẹ mami chưa có rảnh để cắt tóc cho con á. Ok, đẹp gái rồi nghe. Đẹp gái quá trời. Chà, để giữ tê. Thôi nè, mang giày chịu nổi không? Chị nói không cô chú. Yeah. Chị đẹp quá, chị nói không cô chú. Rồi con bye bye cô đi. Bye bye. Bye bye cô về. Con hung con cái đi. Thương con cái, vậy đó thương con cái. Vậy đó thương con cái. Ê, ok. Đi vô đây, vô bye bye anh Ben. Đây, đi vô bye bye anh Ben. Đây. Bye bye anh Ben. Bye bye anh Ben. Rồi đây.